chị sâu, chị sâu tới vô trong, ngồi vô trong thăm. Quay vô, quay luôn, ngồi kế ông Tài Thiên kìa. Ngồi đây nè, ngồi quay mặt ra. Ngồi kế bả rồi kìa. Cô vô năm lần á rồi. Cô là biết vô nhà. Vô tặng quà mà không ngồi kế bả cho, ngồi kế bả đi. Đi. Xích vô kìa. Không vô vô ngồi kế. Ngồi kia kìa. Đi đi đi, lại đây ngồi đi. Ngồi. Ai đúng rồi. Ai ngon cho ăn. Năm chục ngàn đó. Hai học 50 ngàn luôn. Quá trúng luôn. Trời, ngượng kiếp coi. Nhẫn cưới ra đó. Nhẫn cưới luôn. Trời, nhẫn cưới luôn. Nhẫn cưới mà đeo kỳ nè nè chị. Thôi, đi không được. Được cái nào lỏng. Nhẫn cưới hả? Rồi rồi ông thượng tôi nói chừng nào mới vòng đây nó 5 triệu mới đủ á. Trời ơi, quá trời, hôm nay đeo vàng rồi. Quá trời đeo vàng luôn rồi. Quá trời. Quá không có gì ra mà. Này nữa nè. Ngó coi cái này. Trời ơi, cái này nữa nè. Đẹp quá. Quá nè. Quá trời, sắm quá. Gì giả hả? 27 ngàn. Trời ơi, không rẻ mà được á. 7 triệu, 7 triệu. 7 triệu, 7 triệu phải không? Ừ, mẹ, 2 triệu luôn. Con ra nè. Không nè. Đi con, lấy đi con. Lấy đi cô tặng nè. Trời ơi, sợ luôn. Nhận đi con, nhận đi, nhận đi, nhận đi. Nhận đi con, nhận đi. Cô chim sâu mua không nhận, cô chim sâu buồn à. Nhận đó, vô 5 lần rồi đó. Đưa cho Gia Bảo kìa, đưa cho Gia Bảo kìa. Chia đi, chia đi. Không hết 2 hộp đó. Cảm ơn rồi, đi con. Cảm ơn đi con. Hai ơi, cái giọng của nó, cái giọng nó vàng đâu không được, không đeo vô lâu giờ. Cảm ơn má rồi, cảm ơn rồi, cảm ơn má thử rồi, không chịu phụng được rồi, dễ gì phụng. À, lại cô có ăn cô không có, cô không kế bông được rồi, cô không kế bông được. Cô dặn không á, nhà cửa cô không thâu nè, dẹp quá dẹp luôn nè. Phải là câu kiến nè. À, chú Tiến cái gì nữa nó kể luôn này. Ủa mà vô đây rồi dắt theo chồng chi vậy? Ai biết đâu bà cũng như nọ nè. Khách thấy chịu bạc không ta rồi. Vậy hả? Khổ mơ quý tâm. Mở vô cặp chẳng nhiêu ạ? Bể kiểu. Bể kiểu luôn. Dữ nha. Quá dữ. Không, tôi thấy là ăn đậu á. Nó có cái đầu, bởi đầu thử đâu món này. Không, tao ăn đi rồi, nó mấy thằng thâu. Ăn chưa? Ai ai kìa ít nghẹn, chắc không kìa ít nghẹn quá à. Trời ơi, bà nói chứ đùm chứ đùm. Ăn chưa? Ăn chưa? Ăn chưa? Ăn chưa? Ăn gì vậy? Rồi, có mì nè. Ủa mì. Dạ, cơm. Cơm hả? Cơm gì? Cơm cá kho kho quẹt hay gì? Kho quẹt hay không? Thôi không nổi gì đâu. Mà phải. Nó ngồi ăn bận gạo đâu. Rồi ăn gà không? Ăn gà không? Ý đó trời. Nó mà anh Tài Thiên không có đường trả lời. Cơm không? Trời ơi. Dưới màu. À, nói chuyện vợ này không? Nè, vợ này không? Cũng thử, nội cũng thử nè. Ờ. À, 5 triệu đó là 2 triệu luôn nha, có rồi á. À. Rồi đâu có phụng đâu. Trời, tới không chuyện luôn. Đây là bể ngoài xe kìa. Gì? Đồ đặt bể ngoài xe á. Có không? Có cũng không đó. Có. Chiếc chuyên nhãn mua 70 mà la 7 triệu. Thôi, ca đang hỏi cưới ông thì luôn má nói gì hết không? Trời ơi, trời ơi. Trời ơi, đừng có chữ nữa nha. Hôm nay ăn đây hôm cái bụng mà cái ốc mua cho con ăn đó. Có hai hộp đó. Không nó được mà ăn ba. Quen không à? Ăn đây. Ăn đi. Không. Ồ đã cho ta lấy lại giờ ta dặn rồi kìa. Nói chuyện. Nói đâu bây giờ? Nói chuyện nhỏ nhẹ cho mấy bé nó mới ăn. Nói chuyện. Ăn không? Ăn không con cùng không? Nói chuyện nhỏ nhẹ. Không ăn gì ăn hết à? Không ăn không. Mày ăn đi. Mày ăn đó, hai cục rồi. Cho chị chim sâu mà vô nhà trẻ giữ mấy đứa nít đó chắc là ăn dữ lắm, nó khỏi thằng ăn. Phải công nhận nha. Khỏi thằng ép ăn. Không, ổng mới mua bộ mỹ phẩm mà trang điểm rồi dữ dằn nha. Cô, mẹ có một đống đây kìa. Của ổng. Làm gì? Ở đây không đẩy ra bụng đi quay nào rồi chưa đó. Trời ơi. Trời ơi, ok mới chịu à. Thôi uống gì uống khoai cho con. Con luôn. Thôi. Ngay bữa nay là chút mẹ. Không muốn cào. Không muốn gạo nó. Sao leo. Uống hạt nào.
Rồi. Nay ngọn gió nào mà hai chồng đi lạc vô chạm chim trời. Nãy đã ăn đi. Hả? Heo thằng này không dịch đâu. Hiểu rồi, để bà lớn qua thông dịch kìa. Trời, bà lớn qua thông dịch kìa. Đó là nhỏ hả? Quen trước 2 tháng. Ơi, đại ca hay nào. Vậy hả? Quen trước 2 tháng hả? Nó đang muốn thấy gầu gầu ấy ăn. Gầu nhắn lọc. Thì nó nó mất trời nó nói hơi có mất trời. Vậy nè. Làm chấm chào. Đó ngon không? Bên này tương cái gì? Ăn cao rồi. Bữa nay có ăn tương không? Bữa nay có tương không? Có, ngon lắm á. Ngon hơn. À, bữa nay ăn tương hả? Hôm nào ăn rồi, ăn rồi. Thằng này hối cãi gì vậy? Ăn cơm, kiểu khủ cơm. À, con mua cho mẹ chim sâu con lặn ly cà phê sữa đá, không để cà phê, không để sữa. Ngồi xuống. Bữa nay mặc cái quần jean quá trời bóng lộn luôn. Quá đẹp luôn. Vàng vòng đeo nhóc hết trơn. Bé bệnh đeo quăng tay. Bệnh này, bệnh này. Bé bệnh, bé bệnh. Bệnh ơi. Bụng mưa nè. Trời ơi. Cốc mưa nè. Anh không ăn là dặn thôi, về quê này đó. Lọc đi, lọc đút cho nó đi. Lọc đút cho bé hả? Nem hả? Nem. Máu hả? Hả? 50 ngàn bạc. Giờ lớn giờ nhỏ. 50 ngàn bạc. Mua nãy giờ nó có 50 ngàn bạc hoài. Hai hộp mới với 50 ngàn hai hộp nữa. Ha. Rồi nhận đi con, nhận đi. Lấy đi con, nhận đi. Lấy đi con. Lấy đi cho dì Phụng vui. Sợ. Nó sợ cà. Anh lại xin. Sợ lấy đi. Lấy giùm. Thiên lấy giùm. Lấy đi là đi. Sợ. Dì Phụng chứ phải mẹ. Dì Phụng chứ phải mẹ. Sợ. Thôi, con lấy đi. Hầu là con phải kêu chim sâu mẹ đó rồi. Phải gì sợ phải không? Đứa nào không sợ chơi. Hồn lắm. Mẹ nó cũng sợ. Thôi đưa đây, đưa nguyên hộp đi. Rồi nó ăn vậy. Mẹ con. Ơi, tay đó rồi, em sai rồi. Nào biết mẹ con sợ điều chứ. Ăn hộp đấy ông ơi, ăn đây, dặn luôn mà con. Mới là tiên sợ luôn. Ăn muốn nghỉ luôn đó. Đó. Làm thế đừng lấy đi con. Lấy đi con. Nó chơi đó. Mẹ mẹ thương lắm. Đưa cho chị lớn kìa. Chị lớn vậy. Có nguyên hộp rồi. Không phải đi dạ hộp à. Anh. Ôi trời. Ở ngoài sao cho tính cho hai hộp thì cho một hộp mà để dành ngoài xe vậy? Không mà anh. Mày học bội, nó cấm tiền mình rồi nè, đây là tiền hoàn cả mình đây nè. Mua cho ta đi nhưng đầu tiên đây rồi, ngang xương vậy. Bà mua tặng cho bà nhỏ, rồi kêu người ta trả tiền. Anh ngại rồi, mình ghiêng. Sao nghe được vậy? Mình ghiêng, mình ghiêng. Mình ghiêng mà mình không á hả? Ồ, đây nè. Không, thử ăn đi, ăn uống tiểu. Đâu qua ngồi cạnh bà lớn coi. Không, bà lớn nè. Không có ngồi kế bà lớn. Xích này nè, ngồi xích này nè. Không leo, không lép gì nữa. Đó, ăn cái gì trời này hả? Ngon, ngon chị lớn. Ngon quá, ngon. Ngon chị lớn. Ăn đi rồi em. Mua cho năng đó. Mua cho năng đó kìa. Nó trồng mẻ quá, không ăn rồi. Phụng đau lòng lắm. Trời ơi. Cảm ơn. Tí Phụng đau lòng lắm. Tao không đau là tao lớn luôn. Rồi ăn đi. Phải lột cái là sao chứ tao mới ăn chứ. Để đưa gì tao đâu ăn. Không, lột ra lúc không ăn á. Ừ, đúng rồi. Không ăn rồi, gặn không có. Lột mà nhét vô. Lột nhét vô. Con gắt. Đấy, nợ rồi. Đấy, chuyện tao. Không. Không, ngồi xuống đừng chú vậy. Ngồi xuống. Ngồi xuống. Bởi vì nói chị Phụng mà giữ trẻ là rồi, khỏi ép ăn nha. Đẹp. Rồi ông Tà Thiên bữa nay ông sợ luôn rồi đó. Ăn đi mà. Ông sợ rồi. Không có, cậu không có đâu, ăn đi. Ông sợ chồng bà ghen á. Ghen gì ta? Dặn vợ, dặn... Dặn vợ luôn kìa. Dặn vợ luôn rồi. Đó, đó. Hết Út rồi tới dì Phụng, dì Phụng rồi tới vợ. Kiểu bà ngon, ngon bà lớn. Ngon bà lớn. Cảm ơn nghe. Anh Tài Thiên bữa nay gặp chị Chim Sập tới tá hỏa tập tin. Sống mình. Sợ luôn rồi. Đây là còn bé nữa. Cái gì nữa? Còn đứa bé nữa. Còn bé nào nữa? Bé nào không biết chứ. Biết tên gì không? Tự nhiên luôn kìa. Đủ số quân mới được, 5 đứa mới được chứ. Không, có 2 phần.
Còn cái gì mà cần? Cường vô ở nhà nè. Không, bữa nay thấy nhiệt tình ha, thấy tặng quà thấy cũng im quá ha. Cũng biết là... Rồi ngạ ca phải có quà con ca chứ. Đồ, chính xác, chính xác. Chính xác, hay nha. Này, nói câu này hay nhất trong ngày. Hay nhất trong ngày. Ngày tao ăn cơm mới được việc là... Có mua đồ ăn cơm không? Bây giờ có cá chân tương ăn không? Thôi, ăn cơm rồi. Ăn cơm rồi ha. Tí mình ăn ha. Không. Không à. Dạ, nói không ăn chứ bữa hôm làm sạch nồi cơm gì vậy? Đồ cầu rau rau luôn á. Ba bốn chén không? Quá cháu không? Không, không, không. Ai, không, 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 mở hình lên, mở hình chim sâu không? Mở hình anh coi. Ok, cà phê, cà phê. Rồi, cà phê sữa luôn kìa. Làm sung luôn. Mở hình anh coi. Mở hình chim sâu không? Mở hình... Cài hình chồng luôn. Rồi, cà phê sữa luôn kìa. Sao không cài hình đôi á trời. 70 mấy luôn. Có à, cà phê. Ba rồi đó. Mua vàng, mua điện thoại luôn á. Mua vàng rồi, chưa có mua lên đời. Mua nhà nè. Chim sâu lên đời rồi. Ủa, kêu bán gì nha? Dì Phụ muốn cà phê. Kêu má, mà má uống cà phê. Có vẻ ghê vậy. Má, thằng ơi ông. Má, con kỵ được hả, kêu má. Ừ. Nó là má luôn cái gì á. Thằng ơi ông. Bà lớn mới mua cà phê sữa không? Bà lớn cái đi. Nè, mua cà phê sữa nè uống. Có lãi rồi. Hùng cái đi cho bà tặng tình thương mến thương. Không á. Chết rồi, Hùng mà không ghen. Với bóng tình thiên mà chưa? Thôi cho rồi. Tôi đang cần luôn, cá nản rồi. Vậy Hùng à, Hùng chậm lại, cán nản kìa. Kiểu bà hơi sướng à, bà ơi mày. Rồi bà lớn mua mà. Ê bà chim sâu bà nói bà hung ống 100 lần bà chán nản hả? Chán nản rồi. Hung 100 lần luôn. Ừ. Hung mua con không à. Hung trời, bà còn kế bên kìa. Dữ vậy hả? Đâu rồi. Vậy mà nó hung có 2 cái à. Hung có 2 bên á, 2 cái vậy. Ừ. Nó đẹp không đi, dấu dạo đẹp không á. Dấu dạo làm gì bất công, ý là nói hung 2 cái mà 2 phút là hung 2 cái thì tính đi một ngày 24 tiếng hung bao nhiêu cái? Không không à. Hung son luôn hả? Hung tặng bả cái đi. Kỷ niệm hung cái. Không không. Không không. Hung ổng. Hồi nào hết rồi đầu gấp đi con ơi. Qua. Con hết rồi cũng xào hết không đó. À, tính xào hết ăn ha. Nghĩ đi á. Hồi tí bắt hết lên lại xào ăn luôn nha. Đó, khỏe lắm đó. Thèm á, thèm hết nha. Hả? Không dám ăn. Cay hả? Mua cay hả? Cay. Cay hả? Ăn rồi thôi, nguyên bịch mất công. Bây giờ nè, bà lớn bà lo vậy thấy ok chưa? Thôi hỏi ra có con cần lo được rồi. Kêu méo vợ rồi, kêu nói vợ đó. Còn nói được mà nói tôi không muốn lấy số bán rồi đó. Lấy số bán hả? Lấy hai bé lỡ có 20 màn rồi. Lấy làm gì em nghĩ, thôi khỏi đây em nghĩ lấy luôn đi. Thì nói chuyện với bà lớn. Bây giờ có vốn bán số nè. Rồi có mạnh thường quân gửi vốn bán số. Nghe không? Nóng tiểu ấy. Trời ơi, dữ vậy. Trời ơi, nói nó lại nè. Nó ăn cái con cuối đi giờ thôi ở đây. Trời ơi, cứ nói hoài. Bị đớt rồi. Biết luôn. Có lãnh tiền lương chưa? Lãnh lại cho còn khoảng nữa, không phải em có cái tiền nữa nè. Mà dạo gần đây thấy ngủ được sáng. Ngủ được 8, đâu. Tính giờ 8, 9 giờ sáng, ông nói bà mới thức à. Mẹ ơi, vàng. Trời ơi, đi uống thuốc rồi. Đổ qua đây là không uống thuốc con cờ, đánh bà đó. Trả 1 kẹo đây. Trời ơi, đòi tiền. Gì? Trả 1 kẹo. Cú kẹo đâu nè. Cú kẹo. Kẹo. Cú kẹo. Kẹo. Họ mua bây sáng mua cú kẹo hay gì mà kiếm kẹo. Cú kẹo là dở thôi cả. Thấy cậu ngon hơn làm đà. Thấy chuột ngon hơn làm đà. Hồi, kiếm đó đó. Tôi sợ quá. Quá trời quá đất rồi. Ăn cà. Rồi tới giờ ăn rồi chim sâu đi. Cơm hả? Cứ biết ăn này nè. À có ăn cục nè, ăn này nè. Ăn ngon. Đây để ơi. Đây để.